Thưa quý vị và các bạn, 14 đối tượng từ Hà Nội và Đà Nẵng thuê hai căn nhà, sử dụng hai ô tô hạng sang để đi thực hiện hành vi cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê với tổng số tiền cho vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3,7 tỷ đồng, vừa bị Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá. Vụ án này được khám phá thành công như một lời khẳng định Đà Nẵng không chứa chấp các đường dây cho vay lãi nặng, hoạt động có tính chất côn đồ xã hội đen. Từ đầu năm 2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng nắm được thông tin về một đường dây cho vay lãi nặng do các đối tượng từ thành phố Hà Nội vào Đà Nẵng tổ chức. Thì bọn chúng là che giấu cái hành vi phạm tội của mình bằng cái việc là thuê nhà nguyên căn, rồi là sử dụng phương tiện ô tô hạng sang để đi lại sinh hoạt, thì trông giống như những người đi kinh doanh bất động sản. Nhưng thực ra thì hàng ngày bọn chúng lập các cái trang web quảng cáo cái việc cho vay không cần cái tài sản thế chấp để chiêu dụ. Sau thời gian điều tra, ngày 9 tháng 6, Công an thành phố quyết định phá án, lần lượt ập vào hai căn nhà nhóm này thuê, phát hiện nhiều tài liệu quan trọng thể hiện sự cho vay lãi nặng. Toàn bộ 14 người có liên quan đã bị tạm giữ hình sự. Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội. Thủ đoạn của các đối tượng là đăng tải thông tin cho vay tiền thủ tục nhanh gọn trên các trang mạng xã hội, không để địa chỉ cụ thể cho vay tiền mà liên hệ qua số điện thoại khi có nhu cầu vay. Chúng hạn chế nhận tiền trả góp hàng ngày bằng tiền mặt mà chủ yếu sử dụng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Hàng ngày, các đối tượng luân phiên chia nhau đi thu tiền góp của người vay. Với các trường hợp chậm trả tiền thì các đối tượng gọi điện thoại hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp, gây sức ép buộc bị hại phải trả tiền vay. Qua xác minh, lãi suất nhóm đối tượng này cho vay rất lớn, dao động từ 40 đến 60% một tháng cho kỳ hạn vay 12, 28 và 34 ngày tùy từng trường hợp. Hình thức chúng cho vay trả góp hàng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú. Đối tượng là hoạt động hết sức là tinh vi, sử dụng công nghệ cao và việc cho vay cũng như thu tiền vay thì hoàn toàn là qua các cái tài khoản mang tên giả. Nhưng tuy nhiên thì trinh sát hình sự và các đồng chí trinh sát có nghiệp vụ công nghệ cao đã khắc phục các khó khăn và thu thập tài liệu chứng cứ. Và qua điều tra, từ đầu năm 2021 đến nay, các đối tượng đã cho vay hơn 200 bị hại trên toàn địa bàn Đà Nẵng. Số tiền cho vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 3,7 tỷ đồng. Với thành tích phá án xuất sắc này, ngày 11 tháng 6, ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đến động viên và khen thưởng 100 triệu đồng cho ban chuyên án. Cái việc mà phá án nhanh này thì chúng ta có thể nói rằng là đưa cái tội phạm sớm ra ánh sáng để mà xử lý, đồng thời cũng tiếp tục răn đe những cái đối tượng mà mầm móng manh nha trong thực hiện cái vấn đề này. Thay mặt lãnh đạo thành phố, chúng tôi ghi nhận đánh giá cao, chúc mừng và chia vui với những cái thành tích chung của công an thành phố. Trong đó có một cái nội dung mà chúng ta từ lâu nay các đường dây tín dụng đen tại thành phố Đà Nẵng luôn được triệt phá nhanh chóng, tạo môi trường làm ăn sinh sống ổn định cho người dân. Chiến công này thêm một lần nữa khẳng định Đà Nẵng không phải là đất sống cho những hành vi làm giàu phi pháp.